Quảng Bình với vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng là nơi có nhiều hang động to lớn hùng vĩ mà các nhà thám hiểm vẫn chưa khám phá hết. Tuy nhiên, với động Phong Nha, động Thiên Đường hay mới đây nhất là hang Sơn Đòn được phát hiện khiến cả thế giới ngỡ ngàng. Du khách đến với Quảng Bình được trải nghiệm rất nhiều hoạt động thú vị. Hãy cùng điểm qua nhé! Có một điểm đặc biệt khi du lịch Quảng Bình, đó là bạn phải có sức khỏe thật tốt. Địa hình đặc biệt ở đây bắt bạn phải đi bộ rất nhiều, thậm chí là trekking trên rừng, băng suối, vượt sông. Tuy nhiên, phải đi qua những con đường mưa, bạn mới thấy được cầu vồng. Sau những mệt mỏi đó, bạn sẽ được đền đáp xứng đáng với những khung cảnh kỳ vĩ mà thiên nhiên ban tặng. Tận hưởng những giây phút thư giãn tuyệt vời, hòa mình vào khung cảnh thiên nhiên thơ mộng của suối nước Một. Tại đây, bạn sẽ được khám phá sự đa dạng và quý hiếm của cảnh quan, muôn thú rừng đại ngàn của Phong Nha - Kẻ Bàng. Bạn có thể mắc võng nằm đu đưa dưới tán cây rừng, nghe suối chảy bên tai và cũng có thể tắm dưới dòng suối mát. Suối nước Mốt trong vắt lô nhô đầy những tảng đá to, nhỏ, nằm xen kẽ nhau. Ngoài ra, ở đây còn có các dịch vụ như chèo thuyền kaya, đu bơi, câu cá. Hang Tối là một trong những nhánh thuộc hệ thống hang động Phong Nha, không có hệ thống chiếu sáng nên vẫn giữ được vẻ đẹp huyền bí nguyên sơ của tạo hóa. Bạn sẽ trở thành nhà thám hiểm hang động với đèn pin đội đầu và các thiết bị chuyên dụng cho khám phá hệ thống sông ngầm, chiêm ngưỡng hàng ngàn cột nhũ đá, hình thù đa dạng và đặc biệt và đặc sắc. Khám phá Hang Tối, bạn còn phải trải nghiệm vô cùng thú vị khi có dịp tắm bùn với thiên nhiên hay bơi quanh hồ thủy điện, hồ Bồng Lai mát lạnh. Chèo thuyền trên sông Kayak, trên sông Chày, bạn sẽ cảm nhận được dòng chảy êm đềm, lãng mạn với màu nước trong xanh như ngọc bích, với những tháp Krak cổ đại kỳ vĩ. Hai bên bờ là những cánh đồng ngô trải dài, tạo nên một bức tranh sơn thủy hữu tình. Du khách sẽ tận hưởng những phút giây thư giãn thoải mái khi đắm mình vào thế giới tự nhiên. Tham gia zipline, đu dây trên không, bạn có thể ra giữa dòng sông Chày bằng hệ thống zipline được đầu tư bài bản và hết sức hiện đại để nó từ từ rơi xuống tắm mát. Với dòng sông xanh biếc và thơ mộng, cũng như tham gia các trò chơi dưới nước khác. Đến Quảng Bình, tắm biển Nhật Lệ nằm ngay cạnh cửa sông Nhật Lệ, với bãi cát trắng, nước biển trong xanh còn nguyên vẻ hoang sơ, bạn có thể tham gia các hoạt động vui chơi giải trí và thưởng thức đặc sản biển. Buổi tối, mọi người đốt lửa trại, cả đoàn quay quanh ngọn lửa cùng hát theo tiếng nhạc, hòa quyện cùng tiếng sóng của biển, tổ chức những trò chơi vui nhộn hấp dẫn để thưởng thức khoai lang, bắp nướng, du thuyền ngược dòng sông thơ mộng, thưởng ngoạn phong cảnh thiên nhiên hữu tình hai bên bờ sông. Bạn sẽ bắt gặp hình ảnh của những thiếu nữ, những đứa trẻ vui đùa bên bờ sông, phải có dịp trải nghiệm cuộc sống sinh hoạt của xóm làng ven sông mang đậm hồn quê Việt. Vũng Chùa, đảo Yến nằm cách đèo ngang 7 km về phía nam, thuộc thôn Thọ Sơn, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Mũi Rồng, nơi an nghỉ cuối cùng của đại tướng Võ Nguyên Giáp, chính là ngọn núi thuộc dãy Hoàng Liên Sơn, đâm ngang ra biển. Bạn hãy đến khu vực an táng thắp hương tưởng nhớ tại phần mộ của đại tướng Võ Nguyên Giáp. Không chỉ có vậy, bạn còn có dịp tìm hiểu và tham quan thắng cảnh vùng chùa, đứng trên đỉnh Thọ Sơn nhìn ra bốn bể trời, một không gian yên bình và khoáng đạt. Cảm nhận được phần nào lý do đại tướng chọn nơi đây để yên giấc ngàn thu, và một lần nữa phải ngã mũ trước sự tinh tế của các bậc vĩ nhân.